Bây giờ nè Khang, làm việc chung với nhau cũng nhiều thiệt, nhưng mà chưa bao giờ biết về cái cuộc tình của ông với Thúy Hạnh. Lên mạng sao? Thôi hôm nay không, không lên mạng tự nhiên trả lời một câu gì kỳ cục vậy. Trời ơi, Khang nó duyên dáng dễ sợ. Tại vì Khang thì cũng hơi thiệt thòi so với rất nhiều người khác, là Khang mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất là sớm. Hoang mang. Hoang mang hả? Nó bắt đầu khổ rồi. Vô sao lo đây, lo vợ lo con lo mọi thứ đây. Ráng. Hoang mang nhưng mà hạnh phúc đúng không? Tụi em á là hai đứa liều cưới nhau ấy chị, em chỉ hỏi anh ấy đúng một câu thôi, là bây giờ em cần gần này tiền một tháng để trả lãi ngân hàng, anh có làm ra được không? Mình là bé Khang, hôm nay bé được tròn được 40 ấy tuổi. Bốn mấy tuổi đúng không? 40 mấy tuổi. Thôi cứ đầu bốn, cứ đuôi chơi vơi, ai cho nhiều cho. Em là nhạc sĩ Hoàng Phối Khí. Em người Huệ. Không, em bắt Huệ. Ủa, em có Huệ hả? Đúng Huệ. Chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hạnh. Hiện nay thì cũng bằng tuổi ông xã hơn vài tháng, có thể gọi là máy bay bà già của không máy bay đâu, không không máy bay nha. Còn công việc nghề nghiệp chính bây giờ là nội trợ ở nhà trông chồng và hai con. Bây giờ nè Khang, làm việc chung với nhau cũng nhiều thiệt, nhưng mà chưa bao giờ biết về cái cuộc tình của ông với Thúy Hạnh. Lên mạng sao? Thôi hôm nay không, không lên mạng tự nhiên trả lời một câu gì kỳ cục gì. Trời đất ơi, Khang nó duyên dáng dễ sợ. Có một cái thông tin này chắc là mọi người, nếu mà cũng có thể có người biết nhưng mà ít người biết hơn, đó là cái vụ mai mối ấy. Hai bạn này gặp nhau chả ai biết ai, em không biết ông này là ai mà anh chàng này cũng không biết em là ai luôn. Một lần gặp cô này đi với Đăng Khôi. Đăng Khôi ngồi đây, mình ngồi đây, Thúy Hạnh ngồi đây. Ê mày, Khôi mà, ai vậy mày? Anh không biết hả? Không, tao đâu có rảnh đâu, tao biết. Thấy nhìn cũng xinh xinh cũng được, ai vậy mày? Ôi, nổi tiếng lắm, khác tiếng lắm á, không biết. Không, tao đâu có biết. Ừ, mẫu Thúy Hạnh. Ừ, Thúy Hạnh là ai mày? Không biết, thiệt thật là không biết. Thì từ cái những cái không biết, những cái đơn như vậy thì vô, vô, được. Thôi ổn ổn hay không, mà thấy cô này lạnh tanh, thấy ghê quá. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó ghét gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn ghét gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng với ánh mắt mình đi. Thích cái nét đẹp thôi. Rồi bây giờ tới Hạnh. Thường muốn hỏi Hạnh là cái ấn tượng đầu tiên của Hạnh khi gặp người đàn ông này như thế nào? Nếu mà nói thật lòng em chẳng có ấn tượng gì cả. Chưa nha, ngày xưa đẹp trai hơn. Trời ơi, đó có tóc không? Ở Lâm Chí Khanh nghỉ đó, tóc hai mái phải không? Không, hồi đấy cũng ít tóc nữa, nhưng mà gầy hơn bây giờ. Cái thời quen em là có 72 kg thôi. Em với Khôi thì Khôi cũng là ngoài Bắc, thì hồi đó em đi làm chương trình thì mấy chị em gặp nhau thì thấy Khôi có dắt heo anh chàng này, thế nên là thì cũng biết, có giới thiệu đây là nhạc sĩ thôi, thì cũng biết thấy anh chàng này cũng hiền hiền vậy thôi. Nhưng mà ấn tượng của em là sau đó em cũng có việc em cần đặt bài, đặt hàng để làm nhạc, thì vô tình là mới nhớ ra là Khôi có một anh bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn mà nghe nói là cũng có rất là nhiều bài hit thời điểm đó. Thế nên là em mới nhờ là Khôi thử liên lạc để đặt hàng anh Khang. Nói chung là hai người quen nhau từ công việc trước. Xong cái việc là đặt hàng các khúc thì liên lạc với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi chả hiểu đổi nhau lúc nào chả biết. Lúc nào là em đổ gục, em nói chị nghe coi. Xong rồi kẻ bắt người nam, đúng không? Xong vô tôi viết một bài khác. Bắt đầu mùa thu chuyển mùa đông. Đó. Một mùa thu lãng mạn. Mình nhạc sĩ nữa, trong Nam ngoài Bắc nữa. Bắt đầu là nhớ rồi. Bắt đầu là sáng tác ca khúc. Đó là ca khúc Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa khi Đông. Khóc Mùa Đông mà khi sáng tác xong làm gì? Khi viết xong ta làm gì? Ta bóc điện thoại lên, ta gọi và ta hát trên điện thoại. Trời ơi, lúc đấy là hát một câu đi. Ê, hát câu là nghe lên mạng sợ. Thôi, không biết mạng, không có mạng. Không có xài mạng, tôi không có xài mạng. Không, lúc đấy là, thực ra là lúc đấy em đang đi công tác nước ngoài chứ. Mà gọi điện mà ông gọi ông hát mà thề em thật với chị lúc đấy mình sót tiền điện thoại dã man mà không nghe nói. Nhưng mà nghe đã lắm phải không? Ông nói chuyện điện thoại là cả mười mấy phút đồng hồ em về trả tiền điện thoại ngoại mạng chết luôn á. Thôi bây giờ quay trở lại, bây giờ hát một câu nghe coi. Tôi không biết bài đó. Buổi sáng trên mặt hồ công viên đi. Cơn mưa phùn vừa qua lối này. Tôi quặn mình trong chân với nỗi đau vừa đi qua. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em có gục không? Em yêu mà. Chứ bây giờ nếu mà em không gục thì nghĩ sao em mà không nghe. Chắc em dập máy em mắng luôn chật. Em đang ở nước ngoài nha, đứng gọi nha, lát gọi lại đi. Em cố em nghe hết 15 phút đó chị. Coi như là lúc đó là đổ rồi đúng không anh? Nói chung là cũng có rồi. Khi mà em tiếp xúc với anh chàng này thì em cảm nhận khác. Tại vì Khang thì cũng
hơi thiệt thòi so với rất nhiều người khác là Khang mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất là sớm. Đây là khi mà gặp một cái anh chàng mà người ta dành một tình cảm một cách rất là chân thành. Đối với em, hình ảnh lãng mạn mà lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông này dành cho em, đấy là hình ảnh mà anh ấy đến nhà của em. Lúc đấy là em đã dọn ra em ở riêng rồi. Anh ấy đến nhà của em và anh ấy thấy em đang dọn nhà thì anh lăn xả vào quét nhà, lau nhà. Ngày đấy không phải là lau nhà bằng cái cây lau nhà đâu, mà phải giặt vò bằng khăn rồi quỳ xuống. Quỳ xuống, tôi coi như là trà nhà này nè. Thì thực ra đối với em á, cái hình ảnh đó nó đáng quý hơn rất là nhiều là một bữa ăn lãng mạn với cả hoa hồng hay là rượu champagne. Thì hình ảnh đó làm cho em cảm nhận được đây mới chính là người đàn ông của gia đình. Rồi đến khi nào thì là Hạnh và Khang quyết định cưới nhau là khi nào? Từ lúc yêu cho đến lúc cưới chưa đầy một năm. Lúc mà em gửi thiệp cưới đi Khang cho tất cả mọi người bạn bè em Hà Nội, cả cái giới showbiz của Hà Nội với showbiz Sài Gòn đồn ấp vào lên và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thật ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự, nhưng mà chị muốn hỏi Khang này nè. Khi mà bắt đầu em Hạnh nhận lời là làm vợ em á, xong lại bỏ Hà Nội luôn đi vô đây với theo em á, lúc đó em sao? Trong tiên liệu hay là ngoài tiên liệu hay là hoang mang? Hoang mang hả? Nó bắt đầu khổ rồi. Vô sao lo đây, lo vợ lo con lo mọi thứ đây. Ráng. Hoang mang nhưng mà hạnh phúc đúng không? Tụi em á, là hai đứa liều cưới nhau ấy chị. Tại vì thứ trước quan điểm của em là em không muốn rời Hà Nội. Luôn là em nói rằng em không bao giờ muốn rời cái mảnh đất mà em yêu. Ông Khang thì đang trong thời gian thật sự là cũng đang có nợ nần ở công ty, cũng đang không phải là thời gian tốt. Tính em thì thật sự mà nói thì tính em hơi bướng. Đâm ra đối với em nghĩ em chỉ đơn giản em nói với anh ấy là cả hai đứa mình đều có sức khỏe, đều lao động được, thì không có lý do gì mà không lo được cho cuộc sống gia đình. Quan trọng là hai đứa có cùng đồng lòng với nhau không. Hai đứa quyết định cưới nhau và quyết định là coi như là gần như là tay trắng làm lại từ đầu. Lúc đó Khang phải đi vay tiền để làm đám cưới. Đám cưới là không có tiền để tổ chức đám cưới mà phải đi vay. Bên nhà nội, nhà Khang, gia đình lúc đấy chỉ có 3 người và một số bạn bè. Tại vì gia đình Khang thì ba mẹ mất sớm, chỉ có một người chú, người anh cả và một người mẹ của một người bạn thân là đi xin dâu, còn lại là không có đông như là người ta. Nên đối với em cũng nói với cả bố mẹ em là con quyết định cuộc sống của con, con cũng cảm ơn là bố mẹ nuôi dưỡng con trưởng thành đến bây giờ, nhưng mà con có thể được quyền tự quyết định cái cuộc sống sau này của con. Sướng thì con hưởng mà khổ thì con chịu. Và em quyết định là đi với Khang, bỏ hết sự nghiệp lại ở Hà Nội. Công ty em để lại cho Hằng mọi thứ hết. Tại vì em vào Sài Gòn là em phải làm lại từ đầu, chứ công ty đâu có mang vào. Kể có mang vào cũng phải làm lại từ đầu mà. Và khi vừa lấy Khang thì em cũng bắt đầu có bầu bé đầu tiên luôn. Nên thật sự là cái năm đầu mà em cưới nhau là một năm rất là hỗn loạn. Quá là khó khăn đúng không? Vâng, rất hỗn loạn. Nhà thì ở nhà thuê, xong bắt đầu có bầu thì em đã không làm việc được, thì em lại phải phụ thuộc vào Khang. Nói thế thôi nhưng em vẫn làm cố đến tận tháng thứ 6, tức là em vẫn đi dẫn chương trình, vẫn dẫn event mà em mặc những bộ trang phục có thể che bớt cái cơ thể. Và bạn em nhiều đứa nó bảo mày quá liều vẫn còn cầy. Em bảo thì bây giờ như nào, vợ chồng đúng gọi là vợ chồng son, thời điểm đấy mới cưới không cầy thì đến bao giờ mới có thể có được cuộc sống. Nên là hai đứa cứ như thế tiếp tục cho đến khi là em quyết định là mình là phải an cư thì mới lạc nghiệp. Mình phải có một mái ấm, chứ mình không thể nào mình cứ suốt ngày lang bạt đi thuê nhà như thế này thì không biết bao giờ mới lạc nghiệp được. Thì em chỉ hỏi anh ấy đúng một câu thôi, là bây giờ em cần gần này tiền một tháng để trả lãi ngân hàng, anh có làm ra được không? Anh làm ra được thì em sẽ kiếm cách để mua nhà, mặc dù là tay không bắt giặc. Anh ấy suy nghĩ hồi, anh bảo ok anh cố anh làm được. Thế là em quyết định lúc đấy là tay không bắt giặc, đi mua nhà bắt giặc luôn. Cái thời điểm đó em làm như thế nào để mà em có thể vượt qua được cái khủng hoảng đó? Thì nghĩ tới đứa con cứ nghĩ tới con thì phải cố là cố gắng đến cuộc sống, nó đề nghị những nữa nên có những cái khủng hoảng nào cái đó không? Với lại em từ nhỏ nó vất vả rồi, khổ rồi, cái chuyện này xá gì, mình còn trẻ mà có bàn tay mà cha mẹ đã dạy mình rồi, con có khối óc cái bàn tay con không giận sợ đói. Chắc chắn một điều,
mà để ý rất là nhiều. Vợ chồng son mà em nghĩ là vợ chồng son thường là 3 năm đầu phải vượt qua. Đúng không rồi. Vượt qua 3 năm đầu là 3 năm đầu là vất vả lắm. 3 năm đầu mà mình 3 năm đầu ở đây là Hạnh còn phải vượt qua được cái không gian, cái địa lý, cái sư, cái nếp sống và cả cơ địa cả người. Vâng. Cái khó lắm. Em và anh này sống với nhau mà thỉnh thoảng còn không hiểu nhau nói gì mà chị. Em nhá, văn hóa em cũng phải làm quen lại nhá. Lối sống văn hóa kể cả cách nói vùng miền khác nhau, từ ngữ cũng khác nhau. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mười mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em và anh ấy nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nhau nói gì. Nó không hiểu nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chị. Không phải. Cái gì á? Cái đĩa. Cái đĩa. Cái gì á? Chồng không hiểu nhau nói gì. Đã hiểu. Vạn lần hay là đây có mỗi cái chuyện sinh hoạt trong nhà mà nhiều khi phì cười tại vì toàn lấy đồ sai, tại vì dùng từ khác nhau mà chị. Rồi như vậy là các bạn đang lấy nhau là 13 năm. Trong 13 năm coi như là có thật xấu gì lòi ra không? Đó bây giờ là cái đến lúc mà lá thì sao xấu á. Có nóng tính không? Đó, ai nào? Thận tôi có nóng tính không? Hỏi thận cho nhanh. Không, bây giờ hỏi Hạnh đi. Không nóng tính chị, không hề nóng tính mà cực kỳ nóng tính thôi. Ừ, nó nóng tính lắm. Nóng tính lên máu thì chị biết rồi đó. Tính Khanh em nha, nếu như mà thương ai á thì bao nhiêu ruột gan đưa ra hết. Nhưng mà đừng để cho ông lên cơm mà ông nóng tính mà ông ghét thì bao nhiêu ông quăng ra cửa sổ. Là con số 0. Tính vậy đó chị. Mà ở đây là em cũng nói Khang bây giờ thay đổi rất nhiều với chị. Bớt nóng hơn rất là nhiều. Tại vì cái nóng tính nó ảnh hưởng sức khỏe nữa. Chứ không phải chỉ riêng là cái tính không đâu. Này con cái nữa, vợ con nữa. Thứ hai nữa, nóng tính thì mình thiệt chứ người ta đâu. À đấy, bây giờ biết nói rồi. Rất là dễ. Bây giờ biết tự nói. Đây là cái câu mà tôi hay nói với anh ấy. Đấy, bây giờ biết tự nói luôn rồi. Rồi còn gì nữa. Không mà vẫn nóng chứ. Ôi chị ơi, còn một cái tính nữa thì chị này. Chị nhìn này. Tốt bụng đây là nghĩa đen mà nghĩa bóng. Tốt bụng lắm nên đói ăn cái là xấu tính cực kỳ. Xấu tính đói đúng không? Ôi xấu, đừng để ông ấy đói, ông ấy đói thì xấu ngủ không? Xấu ngủ thì không đi mất. May chương trình mời tới đây cái giờ lỡ cỡ. Giờ lỡ cỡ. Giờ này giờ không phải giờ đói đấy, chứ giờ đói thì chắc là dục loạn lên nhanh lên đói đi về mà. Vậy bây giờ với Khang là em có mong muốn Khang thay đổi cái gì không? Cái mà thay đổi đến bây giờ thì em vẫn nói thay đổi được một ít rồi nhưng vẫn còn. Đấy là vẫn là cái nóng tính. Nóng tính. Vâng. Ngày xưa em ở Hà Nội nha, là khi mà em làm công ty của em là em cũng thuộc dạng thét ra lửa. Em cũng ghê gớm, cũng nóng tính lắm. Mà cái ngày từ ngày em cưới ông này về em nhường luôn. Cứ nhường luôn. Thực ra em mà nóng nữa thì có mà lửa nhà em cháy rừng rực. Đây thiên thượng hỏa mà. Thì lửa nhà em cháy rừng rực. Bạn bè em nha, ai gặp là em cũng bảo là tự nhiên em quay ngoắt 180 độ. Ai gặp là em cũng ngạc nhiên hết. Nói em là người khác hẳn luôn. Hạt em là gì? Em mạng của em. Mạng không, em là sa trung thổ. Thiên thượng hỏa mà em gặp con em cũng hết nóng. À con em mạng gì? Tích lịch hỏa. Lửa sấm sét. Ông này là lửa trên trời một cái. Ở lửa sấm sét. Con gái xử em biết à. Giờ tới em. Rồi giờ tới Khang đó. Hạnh có cái tính gì mà em mong muốn thay đổi không? Cũng là nhiều khi làm việc nhiều quá không mới control lại cái thời giờ. Nhiều khi cứ lao việc cứ phải là cho xong. Trách nhiệm. Nhiều khi tới cái tuổi rồi biết tạm bớt lại chút. Coi như là làm việc quên cả sức khỏe đi, ngày mai tính hay là không kịp thì ngay mà san sẻ. Cứ không, cứ ôm hết. Ôm đòn. Giải quyết cho xong. Đấy là vậy, mà còn con nữa, còn chồng nữa. Em chứ vậy sao chịu qua nổi. Bằng khéo là làm việc quên chồng hả? Bằng khéo. Nói gì nữa? Thế thôi. Thế thôi. Lại nhiều khi mỗi một cái tật xấu là nấu ăn ngon. Có hay cằn nhằn không? Có, nhiều khi cằn chứ. Nghĩ sao nhà vợ chồng nào nói nhà tôi hạnh phúc, nhà tôi không giờ gãi lộn. Xạo. Điêu. Thôi gì tới cái tuổi này á, thiệt sự vợ chồng tôi em á, chỉ cần nhìn nhau gánh mắt thôi là biết họ muốn đúng gì rồi. Và họ làm gì. Hiểu là người rồi. Đối phương tự động điều chỉnh. Đáng lý ra nếu mà mình với nhau thì chị sẽ không hỏi để làm gì hết. Tại vì mình tự cảm nhận được, mình thấy mình cũng giống. Nhưng mà bởi vì với chương trình, với những cặp như tụi em rất là cần những cái sẻ chia này. Để tại vì những cặp vợ chồng son họ còn non nớt trong cái yếu tố mà hôn nhân dữ lắm. Thành ra là khi mà họ cứ chẳng hạn như là họ xem cái chương trình này, họ thấy được cái cách vợ chồng em kiểu như sống với nhau để mà có thể gắn kết cho tới thời điểm này sẽ rút ra được kinh nghiệm cho riêng bản thân họ. Chính vì vậy mà muốn hỏi là để vì lý do đó. Giống như một cái kinh nghiệm, những hạt sỏi để mà cho các cặp vợ chồng em trẻ. Em chỉ sẽ thêm một ý nữa. Đó. Các bạn cặp phần sòng son đi, mới cưới hay là gì đó, có những cái trục trặc lớn gì trong gia đình về phía cha mẹ hai bên hoặc là với câu mâu thuẫn cá nhân, thì hãy nghĩ tới những gì khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những đứa trẻ thì chắc chắn kiểu gì cũng vượt qua hết. Cái quan trọng mà hai vợ chồng có thể sống dài được với nhau đấy là nhường, phải biết nhường nhau. Nhường ở đây nghĩa là phải cả hai bên nhìn nhau
nhìn nhau để sống, chứ không phải là cứ một bên nhường hoài và bên kia cứ thế mà lấn tới thì cũng không được. Nãy chị có hỏi Thuận hỏi là ước mong gì thay đổi đó, không cần phải tới đây nên phải nói thường ngày không thích, không có vấn đề chỉnh sửa. Nói liền đúng 13 không? Năm không nói liền là banh xác. Nóng ai cũng lửa. Lựa thời điểm. Đúng rồi, lựa thời điểm để đi chia sẻ. Đúng nhất. Thời điểm anh là quan trọng. Như vậy thôi em điều chỉnh hoặc là gì gì một hai lần hết luôn. Thế thôi. Thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn tụi em rất là nhiều. Đó, và chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Cảm ơn chị. 15 năm, 23 năm, 33 năm. Em tên là Quất Thị Hà. Hiện tại em 28 tuổi, đang làm nhân viên kế toán của một công ty xây dựng. Hà. Còn em? Em tên là Khuất Văn Phòng. Em hiện đang làm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Năm nay em 28 tuổi. Hai bạn này nói giọng tụi em ở Hà Nội. Từ hiện giờ tụi em đang ở đâu? Em đang làm việc ở Hà Nội. Là hôm nay là tụi em từ Hà Nội bay vô đây hả? Dạ vâng, bay vào tối qua. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để mà trước tiên là cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đến từ thủ đô Hà Nội. Có nghĩa là chương trình mời tụi em vào đây. Vâng, thì hai vợ chồng cũng hay xem chương trình trên kênh HTV ạ. Thì thấy chương trình rất là hay và có ý nghĩa. Thế là em chủ động đăng ký và sau đó thì rủ dê anh tham gia. Chương trình là phải quá cảm ơn các bạn. Bây giờ phải hỏi là sao mà các bạn lại mất thời gian vào để mà tham gia chương trình, lại còn mất luôn tiền mua vé máy bay nữa. Tại sao các bạn lại làm như vậy? Dạ thì hai vợ chồng là cũng nhân dịp là đăng ký tham gia chương trình thì cũng là xác định vào Sài Gòn để chơi, đi du lịch luôn ạ. Nhưng mà cái chính là vì các bạn yêu thích chương trình này hay là các bạn vào để mục đích chính là đi chơi? Thực ra thì em xem chương trình thấy rất là có nhiều ý nghĩa. Đấy, thì trong quá trình lúc mà em sinh em bé thì vợ chồng cũng có một số cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Đấy, thì cũng muốn tham gia chương trình để từ đó vợ chồng hiểu nhau hơn một chút. Thay mặt chương trình một lần nữa cảm ơn cặp vợ chồng Hà và Phòng. Chào anh chị. Rồi bây giờ trở lại chương trình. Hai bạn ở ngoài ấy gặp nhau như thế nào, quen nhau ra sao và ai là người theo đuổi ai đầu tiên? Hai vợ chồng là có một người bạn chung, thì bạn chung đấy là cùng cùng quê với em. Nhưng mà bạn trên đấy là học cùng cấp 3 với cả vợ. Cậu bạn đấy là đang cũng cưa cẩm vợ ấy, vợ em. Cũng gọi điện cho vợ là muốn vợ xuống tham gia nhưng mà thấy gọi mấy lần mà không vợ đều từ chối không xuống. Thế em nghĩ thầm trong bụng mà cô bé này cũng không rảnh nữa nhỉ. Thế là em lén lấy số của bạn rồi tối về em liên lạc. Cuộc điện thoại đấy là cuộc điện thoại đầu tiên của em với vợ em. Rồi lúc mà hai người chính thức yêu nhau rồi á thì là không biết Hà nhỏ nhắn xinh xắn như vậy có ghen không? Ít ghen, ít ghen. Nhưng mà ghen lần nào là đáng lần đó. Dạ, ghen thì thường là chọn giải pháp là im lặng và đi xa. Báo là đi du lịch xa rồi là tắt điện thoại. Nhưng mà ghen lý do gì ghen? Thực ra là cái lúc mà em với anh ấy quen nhau thì anh ấy đang có bạn gái rồi mà em cũng biết. Tự dưng có một hôm mà có một cái tin nhắn từ máy của anh ấy đến với em. Có phải chị là người nhắn tin điện thoại với người yêu em trong suốt một tháng qua không? Thế là em mới giật mình, em cũng chưa hiểu thế nào thì sau em lại gọi lại cho anh này. Thì anh ấy cũng không dám nói gì mà anh chỉ bảo anh gọi lại sau. Thế là trong lòng em cũng tự nhiên nghĩ là có vấn đề gì rồi. Thế là em mới điện cho một người bạn chung của em với anh ấy nữa. Lúc đấy thì nghĩ là nếu mình hỏi thẳng chắc là chúng nó che giấu với nhau, không đứa nào nói thế nào cả. Thế là em mới hỏi giả vờ, em bảo là Tùng ơi, phòng mới đám cưới chưa? Thì bạn kia em bảo đám cưới nào? Thế em mới bảo là hôm trước đi uống cà phê với Phòng với người yêu Phòng. Thế chúng nó bảo là cuối tháng này chúng nó cưới. Thế là bạn kia mới khai hết. Chúng nó đang định chờ em kia đi học về mới cưới mà. Thế chắc có khi lại cưới trước rồi. Thế thì lúc đấy em tự biết là đúng là mà bạn kia là người yêu thật rồi. Thế là thôi em chủ động gọi là rút lui. Rút lui. Rồi rút lui rồi sao em cưới được như bây giờ? Dạ thực ra thì là cái người bạn gái kia của em là cũng đang giai đoạn là cũng nhiều lần chia tay quá rồi. Với bạn ấy là sắp đi du học nên em muốn là đợi bạn đi du học xong thì một thời gian thì mình chia tay cho nó dễ dàng hơn với bạn ấy. Thế là trong thời gian mà anh ấy chờ bạn kia chia tay là anh ấy định ngỏ ý là anh yêu em nhưng mà anh không thể chia tay bạn kia được. Thì nếu mà có thể em chờ anh, mình là con gái cũng hơi yếu lòng ấy. Anh ấy thuyết phục nhiều quá là cũng chấp nhận, coi như là kiểu là người yêu bóng tối. Có nghĩa là người trong bóng đêm. Đấy, đấy, mà đấy. Chấp nhận cho lúc đó em là bắt cá hai tay hả? Đấy, nó kiểu khổ thế. Lúc đấy em rất là đau khổ. Đau khổ nhưng mà có bộc lộ không? Không ạ, tại vì mình đã xác định rõ về cùng mình đã chấp nhận rồi. Rồi bây giờ hỏi về câu chuyện của hai bạn sau khi hai người chính thức quen nhau rồi đến lúc cưới thì nó có những cái khó khăn gì không?
hay là nó trơn tru? Cưới xong mà chưa có em bé thì hai vợ chồng đi động có nhau thì nó không có mâu thuẫn gì cả. Ừ. Từ lúc có em bé rồi thì nó nảy sinh một số cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Ừ. Ví dụ em hay ru bé ngủ tầm 9 giờ đấy mà anh cứ mở tivi to hoặc là như thế nào mà bé nó dậy là em y như rằng là phải quát chồng trận. Rồi lúc em quát thì chồng em có sợ không? Không, em quát nói là quát nhưng mà cũng nhỏ nhỏ thôi. Quát mình vẫn nhỏ luôn ạ. À, thật ra nãy giờ anh nhìn thấy thấy phòng rất là hiền nha. Dạ. Giờ hỏi câu hơi tế nhị xíu, ở nhà ai kèo trên? Dạ, bà xã kèo trên. Thấy chưa? Bà xã rất là thích kiểm soát. Muốn đi nhậu với bạn bè hoặc đi đâu thì cứ phải đầu tiên là xin phép. Xin phép rồi vợ lại phải hẹn là mấy giờ về. Mà cứ về trễ là vợ lại giận. Mà cái giận của vợ em thì khủng khiếp lắm. Chuyện rất là nhỏ thôi ạ, thì đều biến nó thành như là chồng phạm phải một cái sai lầm gì đó là to lớn lắm. Sai lầm không thể tha thứ được. Như tội đồ luôn hả? Ví dụ cái sai lầm nhỏ nào mà lại thành ra như tội đồ? Dạ đơn giản như là hẹn vợ 10 giờ về nhưng mà lại về trễ. Tại vì nếu mà một lần thì không sao, đằng này một tuần anh ấy đi 4 lần mà lại thất hứa cả 4 lần như thế thì em cảm giác như là lời nói nó không tin hộ. Lời nói tự em cảm vâng, em cảm thấy như thế là không tôn trọng em. Với lại nhất là trong khi nhà đang có con bé, cứ đi như thế thì cảm giác là không quan tâm gia đình nhiều. Em, rồi lúc mà tụi em mà lấy nhau xong rồi đó thì có những cái phát hiện bất ngờ gì về nhau không? Lúc yêu thì anh ấy nhiệt tình bao nhiêu này, chăm sóc chiều chuộng bao nhiêu, lúc cưới cái này bắt đầu thay đổi 180 độ. Dù có đợt mà vợ nghén không ăn nổi một cái gì mà vợ lại thèm ăn cánh gà nướng quá, đến lúc bảo anh đưa đi thì anh lại bảo là cái đồ đấy nó không được sạch sẽ, thế là chồng không đưa đi, trong khi có mỗi cái đấy nhét vào miệng để mà giấu được thôi mà cũng không đưa đi, thế là em lại phải tự đi. Có đấy, một tuần cũng đưa đi 3 lần rồi. 3 lần thì thấy là nhiều quá đấy ạ. Có nghĩa là bây giờ so với lúc yêu nhau là không có nhiệt tình đúng không? Không chiều thôi chứ còn nhiệt tình. Thế bây giờ nào, nghe nè, trong cái chuyện nhiệt đó tình là đấy người ta nói đi. Ui, không thấy người ta ôm mồm mà mình vui hoại lắm trời. Chiều thì không chiều nhưng nhiệt tình thì vẫn nhiệt tình. Nhiệt tình. Mà ngoài cái đó ra là còn cái gì bất ngờ nữa không? Tại vì thực ra cái đó là chả có cái gì gọi là vỡ òa đó, tại vì ông nào cũng vậy chứ. Không phát hiện ở Hà có cái gì khác so với lúc yêu nhau? Thì hồi yêu thì vợ không có giận dữ dội như là khi mà lấy về. Vợ giận thì những cái chuyện nhỏ nhặt thôi. Vợ ví dụ như là em hút thuốc lá thì em hứa bỏ nhưng mà thi thoảng em lại có hút điếu. Thì vợ phát hiện ra vợ lại... cái gì em mới nhắc cái gì? Thế là vợ về làm luôn cái đơn ly hôn đấy. Lúc mà phát hiện ra hút thuốc là vợ bảo là vợ anh chọn vợ hay chọn thuốc lá? Rồi. Anh chọn vợ hay chọn thể thao? Hơi một cái là vợ em lôi là chọn vợ hay là chọn một cái số sở thích của em. Là coi như là cứ lần nào vậy cũng viết đơn ly dị luôn? Không ạ, duy nhất một lần thì thực ra là anh cũng hứa với em nhiều. Thì mỗi lần hứa thế thì lại tha thứ rồi nhưng mà cuối cùng cứ tái phạm. Nói chung là cũng muốn làm cái gì nó to để cho anh ấy sợ thôi, thì là viết cái đơn ly dị. Rồi sau anh ấy ký là cuối cùng mới đang treo ở nhà, vẫn chưa làm gì cả. Ký rồi. Ký rồi. Nhưng mà em viết mấy đơn rồi, có một đơn thôi. Vâng, viết một đơn đấy thôi. Thì giờ em in sẵn cho 1.000 tờ photo sẵn để đầu giường. Thực ra em nghĩ là cái việc mà bắt anh lựa chọn giữa em và thuốc lá dễ hơn là cái việc mà giữa em và mẹ anh chọn ai. Tại vì thuốc lá nó nên là bỏ. Nhất là anh hứa với em nhiều lần quá rồi. Nhưng mà có bắt chọn giữa mẹ với em không? Không ạ. Dạ, không. Thế à. Nên em mới đang so sánh. So sánh. Chết thế thì cũng mà chết phòng em. Hỏi câu đó là tôi nó tự vận sướng hơn. Không thể nào chọn được rồi. Được cái là em với mẹ chồng thì lại hợp nhau lắm. Giữa em với mẹ không hay có bất đồng gì bao giờ. Giờ phòng còn hút thuốc không? Thỉnh thoảng nhưng mà liên tục ạ. Thỉnh thoảng mà liên tục. Chồng em còn tật xấu nào nữa không? Nhưng mà nói chung cũng tật xấu nhỏ nhỏ nhưng mà cũng đáng ghét. Ví dụ như là cái điện thoại của em là cứ chơi điện tử cho đến hết pin. Thế là lúc em cần thì không có pin để dùng. Nhiều lúc sếp gọi mà kiểu hết pin thì không nghe máy được, ấy là nhiều lúc sếp cũng mắng nhẹ cho vài câu. Hoặc là cái cách chăm con thế. Em mà chăm con thì mình cũng dành thời gian để nói chuyện với nó rồi dạy giúp nó cái này cái kia cho nó biết. Còn anh mà lúc cứ bế con là giao cho con một cái bàn cờ. Có mấy cái cờ nó thích làm cái gì cũng đập. Còn anh thì ngồi máy tính. Và hai bố con cứ mỗi người một phương. Vậy đó là chăm con. Chăm con theo kiểu tự phát. Đúng rồi, lấy là dậy con đánh cờ. Trời ơi, mà con gái mà cho dậy đánh cờ tướng. Ngoài ra là còn cái gì để mà em cảm thấy là em muốn là chồng em phải thay đổi không? Nói chung cũng rồi, qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau. Thì cũng phải nên trân trọng hơn những cái gì mình đang có. Biết chia sẻ hơn với vợ, rồi biết quan tâm tâm lý hơn với vợ. Đó là còn như này là hơi vô tâm. Đó là điều mong muốn của vợ là đối với chồng bây giờ. Vâng.
Vâng. Còn chồng thì sao? Vợ kiểm soát rồi thì vợ khắt khe quá với chồng thì vợ giảm bớt đi thôi. Kiểm soát về cái gì? Thời gian ạ. Tại vì anh hay đi nhậu với bạn bè lắm. Thì mà nhà có con nhỏ thì em nghĩ là nên dành thời gian để cho gia đình hơn. Cho nên là mỗi lần anh ấy bảo đi đâu thì em luôn bảo là phải về sớm. Ngoài toàn về muộn thôi nên buộc lòng em phải kiểm soát. Chị thấy hai tụi em nói về nhau á thì chị thấy là những cái này những cái tiểu tiết ha Thuận hả? Không có cái gì mà gọi là lớn lao. Tại vì lúc đầu chị nghe em tâm sự á là thời gian đầu tụi em cũng có một số trục trặc, cho nên là tụi em cũng muốn tham dự chương trình có những cái giải tỏa với nhau đó. Thì cái đó là vấn đề gì vậy? Đấy chính là cái mà muốn anh ấy tâm lý hơn đấy. Hơi vô tâm làm em cảm thấy rất là buồn. Như lúc em còn bảo là hay là anh định lấy vợ hai hay sao mà vợ này anh chẳng thấy quan tâm gì cả. Rồi hoặc là anh chả thương gì em hay nào các thứ đấy. Những cái câu đấy em dùng lại rất nhiều lần. Em ạ, anh nghĩ rằng là nếu như em muốn nói điều đó thì em nên nhờ chương trình quay sang hỏi thẳng anh luôn. Anh có muốn lấy vợ hai đúng không? Anh có muốn lấy vợ hai không? Nhân tiện hôm nay tham gia chương trình muốn là từ nay hai vợ chồng mình là hoàn thiện nhau hơn. Tức là có cái gì mà khiếm khuyết thì hai vợ chồng mình bổ sung cho nhau. Anh sẽ cố gắng là quan tâm đến vợ nhiều hơn. Thể hiện phải làm được chứ. Thể hiện đi. Có mọi người muốn thấy anh chú rể thể hiện không? Nhưng mà vậy nè, chị muốn coi cái mức độ mà chồng em không quan tâm với em là 100% hay là 80% hay 50%? Chắc cũng phải 80%. 80%. Từ ngày lấy vợ giờ là tặng vợ bao nhiêu món quà rồi? Dạ, cái này thì không nhớ được ạ. Bởi vì là cũng ít ạ. Tặng ít là phải nhớ, còn khi nào mà tặng nhiều quá thì mới không nhớ nổi. Nói chung là thực ra cái vấn đề này thì em hơi thực tế một chút. Tức là em nói với anh rất nhiều lần là quà thì em không cần. Quan trọng là cái cách mà anh yêu thương em như thế nào thôi. Nhiều khi em đi làm về còn cho con ăn, rồi nấu nướng cho con, rồi chăm sóc con đủ kiểu, rồi lại còn nấu cơm cho cả gia đình ăn nữa thứ đấy. Thì cũng muốn anh phải góp một tí sức vào đấy để đỡ đần mình. Còn bây giờ mà cứ về nấu cơm này, sao cho con ăn này, rồi lại chăm con, lại ru con ngủ, rồi đến lúc đến giờ ấy làm đi làm nuôi như thế, thực sự nó hơi quá sức. Ờ, như vậy là cái điều mong muốn của cô vợ này á là hoàn toàn chính đáng, đúng không? Ừ. Em có mong muốn cái gì nữa không? Nói chung là nếu mà lãng mạn mà theo kiểu em đòi hỏi thì... Em muốn lãng mạn kiểu gì? Nhiều hình thức lắm nha. Hoặc là lúc nào cũng tặng hoa cho vợ nè. Hay là rủ vợ đi ăn uống nè, đi coi phim nè, đi du lịch nè. Hoặc là nói những lời ngọt ngào. Thì em muốn cái nào hơn? Đưa vợ đi chơi nhiều hơn, năng năng cũng tình cảm một tí, đi đâu đi làm chào vợ thương vợ cái như nào đấy thì càng lắm ạ. À, thế thì lại đòi cả đôi à? Ồ, cái đó chọn một trong hai thôi chứ lị. Ông lòng tham vô đấy. Đối với em thì cái nào dễ hơn? Dạ thì em vẫn thích là vợ đi làm em thơm vợ một cái. Chị thấy cái đó thực tế nhất cả. Vợ về thì vợ lại thơm em cả. Đấy, mà cái đó là vừa dễ làm vừa rẻ mà vừa nó là... Nói chung là có thể làm mọi lúc mọi nơi được. Thôi thì đến với chương trình này thôi, hai đứa thơm nhau cái đi. Ôi thơm má. Rồi vợ thơm lại đi chứ. Ôi thơm quá. Chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. À, có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là em KCS, đấy kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty. Rồi. Kiểm hàng cho công ty. À, rồi ok. Rồi mời em. Em Thành. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. À. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Tiên. Thành Tiên. Đó, à, trời chồng ơi. Này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, thành đó. Tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên nữa. Là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá đó, chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á? Giống như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp hoặc nhau trên núi Tây Ninh. Trên núi, rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, cái này mình nói mình đoán, em đoán thôi mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không?
Dạ, dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi, mệt quá, làm ông mụ thôi. Ừ, đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ, lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. À, thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. À, nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng đó, ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Ờ. Rồi gặp nhau ở trong trường là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ không, học khác trường. Khác trường. Thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, gặp nhau tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. À, cùng được nhận học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Phải, rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà, cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. À. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. À. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. À. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Ừ. Em thích luôn, em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu vậy. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn vợ. À, à hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi mà. Dạ. 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. À. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. À. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em. Dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Nãy bà Tiên mới kể coi đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Ừ. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. À. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm. Chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu. Em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Ừ. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Ừ. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Ừ. Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Ừ. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh. Em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà dạ. Gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Ừ. Dạ nên là với cũng biết trước rồi tại có để ý vợ trước đó. Có nên là em gặp là em thích bạn đúng dạ. Không em thích bạn. Ừ. Tiên đó nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ kiếp trước có nợ nần kiếp trước có nợ nần thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn đó.
bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín ở trên tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được mà ông ham đâu có ông ham ông hái ông mới bị đầy xuống hiểu chưa ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi bà đâu có gắn ngược lên cây nữa bà rớt xuống, xuống, xuống luôn rớt xuống luôn rớt xuống rồi cái ông Thành này là ông cứ đi kiếm đi tìm đi kiếm đi tìm đi kiếm chị nói giống như đúng đầu vậy đó giống cho như... nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng nhưng mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng để rồi gặp là dính luôn ly kỳ quá ly kỳ quá ly kỳ luôn rồi nhưng mà nè trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không có cởi mở không hay là rụt nè ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á dạ đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu không tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ có nghĩa là trước khi gặp mặt là tỏ tình rồi dạ tỏ tình qua Facebook rồi luôn dạ đúng không mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không dạ đúng nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa bà nói không ấn tượng gì hết trơn dạ thế đó con cũng biết rồi biết luôn. chắc là hiểu hoặc hay sao á rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả không 3 tháng hả? Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á bạn em chở em về mà bị té xe á chứ xong em vô bệnh viện chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em là lúc đó là em mới có cảm tình em thấy anh này hiền nè đó, cái lúc đó đó tôi nói ông này nợ bà này nợ đó đi hái trái mà hái bậy á ta chưa chín mà ông hái đó đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê lắm nó tốt lắm mà xuống này đó thì á là lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này mới thương anh này hai đứa mới chính thức yêu nhau tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này do đó em không biết tính tình ảnh ra làm sao nhưng trong cái thời gian nằm viện á ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình thì lúc đó là mình mới xác định tính tình lúc đó anh làm gì cho em săn sóc săn sóc kiểu gì đút cơm cho em ăn nấu đút cơm hả dạ rồi hồi đó em bị gãy tay này nè chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lợi cho em dạ mua cho căng tiền đúng không dạ đúng rồi rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu ảnh cũng xuống ảnh thăm tuần xuống lần lần đó vốn liếng mất nhiều không dạ cũng nhiều đúng không dạ. Thấy chưa tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này nhưng mà gì nè cái duyên cái nợ là vậy đó không như vậy nè coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm dạ lúc đó đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không dạ mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi lúc không? Đó là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này không ở đúng trong không? Bệnh viện luôn bệnh viện luôn dạ. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc mướn khách sạn để chăm quá sóc chị cho ơi. Vợ dạ trời ơi mà bao lâu dạ chắc khoảng 4-5 ngày 4-5 ngày là cũng 4, tiền không bộn nghe một ngày là cũng 250 4-5 ngày cũng 1,000,000 đó bạn giỡn nghe chưa tiền ăn tiền uống đó tiền thuốc tiền thang đúng chăm không chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn đúng không nó có bùng cháy không tiên cười kìa tiên đó lửa có trong khách sạn mà chăm sóc quá mà lửa gần rơm rồi có bị cháy không dạ nó bén một là thay lần thứ ba chứ nó bén luôn là bén luôn có bén không có cháy nổ trong khách sạn đúng không như vậy là trong đó luôn phải không em lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không dạ đúng không Thành dạ trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á cũng ở chung nhưng mà không có bén chưa bén dạ. Chưa cháy chưa có bén đúng không ông gan thiệt tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không dạ. Rồi như vậy là gì nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không dạ. Gãy mà đau gì gãy chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không dạ dạ cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích sao thích vậy
tay chân ngay đơ gì, có tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi ảnh gợi ý đó, dạ. em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ chối. Em đang bị thương mà sao? Đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á đòi á, rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á, trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất á thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ xào quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó, đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ, thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước. Vậy đó, bên đây ta tỏ tình rồi mà. Ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ, là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm gì đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi. Dạ ôm eo là rồi. Đi bên đường đúng không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ, dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không? Không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi, mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải Thành Tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà đúng không? Dạ. Cái nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác. Sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sau? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ ở hồ bơi. Chà hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ luôn á. Kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như nó ứng thành người rồi nha. Có kiếp nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung nhau đó. Chắc hôn nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng ha. Rồi thôi bây giờ như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mấy em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi anh Chúc đi anh Chúc nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi Chúc anh Bin anh Chúc cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông Chúc là ngon ạ. Trời ơi, mới đây nè mới 1 tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em chúc một cái em dính liền luôn. Trời ơi. Mà em nói em chúc nó có đứa con gái không? Dạ có đứa con gái. Trời ơi, ông ngủ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè, tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xe đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Xong dạy không? Không bỏ đi khỏi nhà. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây.
Wow. Dạ, tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ bớt dạ, rồi thôi mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi đi đi bộ chừng nào tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ, giả bộ. Kiếm cái đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi 2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ, cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh thì tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Đấy, lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt luôn. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì muốn chi buồn. Đôi mắt xệ. Cực đó. Quá đó. Đó. Rồi đã tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu ổng nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bỏ nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi thôi. Đúng không? Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được, giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà. Để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện. Ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ, dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là vậy đó dạ, chửi là chồng cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn lắm đó nghe. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ. Em không có chửi dữ đâu, em chỉ ví dụ là em chỉ cái đôi mà nặng nhất của em làm chửi em chỉ sao? nói chung là em nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó như đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời. Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này là Tiên ngủ canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chị muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. Mà với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Còn nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều. Còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa đúng dạ, không? Đúng rồi. Nhưng mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen chứ. Chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo đó đúng không? Dạ.
thấy lai dạo cái là ghen. Yeah. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt lai. Dạ không, người quen, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là không ghen, không ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn ảnh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi rằng ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là bệnh lý rồi, cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng này không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo là ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, không còn việc... nữa, còn nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm. Rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với trình bày trong son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề ạ. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó, bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc mà trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Bin á chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy, thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó, rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Đúng rồi. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Rồi chúng ta có thể nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nha. Rồi, năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn. 1.5 năm rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai, đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Đứng dậy nè vợ. Vợ ông hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà Thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt,
Hy vọng còn anh ở đây. Sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời. Kiếp người có trải ý trời, anh chỉ lo một ngày nào đó đều anh sợ con người mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chẳng có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi à, chưa có nhận nữa. Kia kia kia. Bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo bài một rap. À, một cái bài rap. Rồi rồi. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một cái giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Đó. Trời ơi kinh quá. Dễ. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đây rồi, tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nha. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ em xúc động không nói gì ha. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là giá trị. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Rồi, trời ơi, dễ thương quá.